Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã truy cập vào video của tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem qua chiếc Deluxe Neo Deca Driver đến từ series Kamen Rider Decade Season 2, hay còn được gọi là Kamen Rider Geo nữa. Rồi sao thì một con hàng khá là ngầu phải không nào? Và tôi cũng có nó từ khá lâu rồi, nhưng đến bây giờ thì mới có quyết tâm để review nó. Bởi vì đây là một con hàng mà có cực kỳ nhiều chức năng khác nhau, cũng như là rất nhiều điều để bàn luận và thảo luận về. Thì cái hộp của nó khá là ngầu. Chúng ta có Decade ở đây, chiếc driver ở đây với tâm màu đen và xanh, khá là đặc biệt. Bởi vì nó là một con hàng limit, thế nên là các bạn phải pre-order nó ở trên cái trang của Bandai. Vì thế nên bạn có một cái hộp cắt tông nữa để tăng lên cái độ ngầu lòi, giá trị của nó. Ở mặt trên thì chúng ta có khuôn mặt to đùng của Decade ở đây, và rất là ngầu là các thẻ rider của thời kỳ Neo Heisei từ Double đến Geo với dòng chữ Kamen Rider. Ở mặt dưới thì sẽ có các thẻ rider của thời kỳ Heisei từ Kuga đến Decade, khá là quen thuộc phải không nào. Bên này chúng ta có Kamen Rider Decade rất ngầu với một thắt lưng màu hồng, hoặc là Mangeta gì đó. Decade tiếp tục ở đây cầm thẻ của Double. Và cuối cùng mặt sau là cái mặt ngầu nhất, chính là có hình ảnh của Decade cùng toàn bộ dàn rider thời kỳ Heisei, không có Geo. Khá đáng buồn cho nhân vật phụ của Season 2 Decade phải không nào. Thế nhưng mà thực sự tôi rất thích cái thiết kế này. Nó rất đơn giản thôi, chúng ta không cần quá nhiều gì cầu kỳ cả, chỉ cần dàn rider tụ họp ở đây thôi. Đấy là tất cả những điều mà chúng ta mong muốn rồi. Vậy thì đây là cái hộp của nó, rất là đẹp, thực sự rất đáng để trưng bày trong cái tủ của bạn. Thế nhưng mà chúng ta ở đây bởi vì driver, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem qua chiếc Decade driver nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Deluxe Neo Deca driver. Và trước khi mà nói về cái chi tiết của con hàng này thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến bên Rider Impact Workshop vì đã giúp tôi phục hồi nhân phẩm lại con này. Lý do là ban đầu khi tôi mua là nó có tình trạng hơi chảy xước một tí ở cái phần bạc ở đây, một lỗi khá là cơ bản của chiếc dòng beo này. Vậy nên là nhờ có bên Rider Impact Workshop của người bạn thân thiết của tôi, bạn Khoa DZ, đã giúp tôi phục hồi lại con này về tình trạng cũng khá là sát với ban đầu. Thế nên là một nơi rất là tuyệt vời. Bạn nếu mà quan tâm về cái workshop đó thì tôi sẽ đề cập nó kỹ hơn ở phần cuối video nha. Còn bây giờ thì về phần ngoại hình của con này thì nhìn chung nó dùng chung cái khuôn của cái Deca Driver phiên bản trước đây thôi. Thế nên là cũng không có gì quá là khác biệt mấy về cơ chế chức năng cả. Bạn vẫn có thể kéo cái này ra, đóng vào để mở, đóng. Và tất nhiên là có cái nút ở đây để bạn có thể tháo phần mặt beo ra, gắn cây touch vào nếu bạn có. Chúng ta có rất nhiều cái chi tiết cơ khí ở đây, cực kỳ ngầu. Luôn luôn thích điều đó. Dòng chữ Decade màu trắng ở đây. Lần này thì thay vì nhựa bạc, chúng ta sẽ có phần nhựa màu đen, thì trông sẽ sang trọng hơn. Phần beo thì dây nhựa vẫn thế, không có gì quá khác biệt cả. Rất đáng tiếc là giống như phiên bản Deluxe trước đây thì bạn chỉ có thể tháo beo từ một bên thôi, chứ không thể tháo được hai bên ra, thế nên là khá là đáng tiếc. Tất nhiên là điểm khác biệt lớn nhất chính là ở phần cái mặt beo này, nơi mà đọc thẻ. Thì lần này chúng ta sẽ sơn từ màu trắng lên màu hồng. Tại vì như chúng ta đều biết là theo logic của một số game thì nếu sơn từ một màu này lên màu khác thì sức mạnh sẽ tăng lên. Mà kia, thứ này cũng thế. Lần này chúng ta có gấp đôi canxi. Thay vì có 9 logo của rider thì lần này chúng ta sẽ có 18 logo của các rider thời kỳ Heisei lẫn Neo Heisei, từ Kuga cho đến Build, và nhìn thì ngầu khỏi bàn luôn. Tất cả các logo đều làm cực kỳ chi tiết và không hề gọi là bị mất gì cả. Tới những cái nhỏ nhỏ như là một cái chấm nhỏ trên đầu con rồng Ryuki cũng được làm này, hay là những cái chữ như là chữ dòng chữ Z ở đây cũng được in luôn, hay là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như là biểu tượng của Wizard, các ba biểu tượng của Owls, ba con thú đều được làm rất đầy đủ. Thế nên là thực sự là một trong những điểm nhấn của chiếc này, và tôi rất là khâm phục bên Bandai đã kỳ công để truyền tải những cái chi tiết đó lên chiếc đồ chơi này. Rồi sao, là đồ chơi là hàng limit đắt tiền mà phải không nào. Vậy thì cũng khá đơn giản đấy, không gì quá là điên rồ hay mới mẻ cả, trừ màu sắc. Thế nhưng mà chúng ta còn có một cái gì đó nữa đang thiếu phải không nào? Tất nhiên đó chính là các rider card. Vậy thì về các rider card đi kèm với chiếc Deca driver này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 50 lá. Ban đầu chúng ta sẽ có cơ bản nhất là 20 lá biến hình cho 20 Heisei rider cũng như là Neo. Tiếp theo đó chúng ta còn có 20 lá Final Attack Ride dành cho 20 rider đó luôn, không có bất ngờ phải không nào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ có 10 lá Final Form dành cho 10
hay xe rider đầu tiên từ Kuga cho đến DK như chiếc DK Driver bản bình thường thôi. Đầu tiên bạn lại cần bật nó lên đã và kéo ra để kích hoạt. Vậy thì bắt đầu về cái lá cơ bản nhất, và nhân tiện nếu như tôi quên chưa nói thì tất cả những lá bài này đều được làm bằng chất liệu nhựa, thế nên là nó cực kỳ gọi là gì nhỉ, bền hơn so với bản giấy, không bị lo bị gập mép hay là bị cong gì cả, thế nên thật sự là một điểm rất cải tiến. Thì là một phiên bản của Superbest là CSM thôi. Ngoài ra thì tất cả các dòng chữ ở đây đều làm bằng tiếng Anh để sát vào trong phim, nên là thực sự là một điểm rất là đáng để đề cập đến. Ok, vậy thì bây giờ hãy bắt đầu với. Nói thành màn hình của DK thì khá là cơ bản, không có gì quá khác biệt cả. Tuy nhiên bắt đầu từ các rider sau trở đi thì tất cả thành màn hình đều được làm cho dài hơn so với phiên bản trước đây của DK để sát với âm thanh màn hình của các rider gốc ở trong series của họ hơn. Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu với rider mở đầu thời kỳ Heisei Kuga. Khá là dài. Akito. Một điểm chú ý lớn nhất, đáng chú ý lớn nhất đối với phiên bản của File, mà ý là bắt đầu từ File là âm thanh của biến hình không chỉ có cái âm thanh không mà còn có cả cái giọng complete đến từ cái File Gear. Đây là một chất điểm rất là mới, bởi vì chiếc DK Driver trước đây phiên bản màu trắng là không hề có cái giọng của các driver khác mà chỉ có giọng gốc của cái driver này thôi, do Okita Mark lồng tiếng nếu tôi không nhầm. Thế nên bây giờ rất là ngầu là họ đã tích hợp thêm những cả cái âm thanh, các giọng của các driver tiền nhiệm trước đây. Ví dụ như là Blade thì bạn sẽ nghe được âm thanh là turn up thay vì chỉ là âm thanh biến hình không. Riêng âm thanh của Kabuto thì mình không thích lắm, bởi vì ở phiên bản đầu tiên thì chúng ta có âm thanh biến hình kiểu shoo shoo, và cái này chỉ là âm thanh của cái cast off luôn, thế nên là về mặt logic thì nó không hợp lý lắm, bởi vì chúng ta cần biến hình trước khi cast off, thế nên là thực sự là một điểm hơi thất vọng đối với âm thanh của Kabuto. Kamen Rider.
Tiếp theo đến với các lá Final Attack Right thì từ Kuga cho đến Decade thì khá chắc là mọi người đã quá quen thuộc rồi, bởi vì nó đã được xuất hiện rất nhiều lần trong phiên bản đồ chơi Deluxe hay là Super Best hay là GSM trước đây. Nên không có gì quá là bất ngờ cả. Những cái mới nhất mà chúng ta chưa hề thấy ở các phiên bản đó trước đây phải màu trắng, đó là cái lá Final Attack Right từ Double cho đến Geo. Thì thực ra thì cũng không có gì quá là đặc biệt cả, nó chỉ là logo của Rider ở trên cái màu vàng và trên nền màu xanh thôi, thì cũng không có gì quá là điên rồ cả. Tuy nhiên những cái điều mới thì chúng ta sẽ có là không chỉ có thanh tên của đoàn tấn công mà sẽ còn có cả tiếng nổ đằng sau nữa. Thì hiệu ứng nổ này là một cái mà chúng ta vừa mới có ở phiên bản đồ chơi này thôi, thậm chí phiên bản chiếc xem trước đây cũng không phải có hiệu ứng nổ đó. Thì chúng ta hãy demo với thẻ của Decade nhé. Mình sẽ bỏ qua thẻ final của 10 rider đầu tiên này vì cũng khá là cơ bản rồi. Nó sẽ diễn ra cho các phiên bản đồ chơi trước đây mà sẽ tập trung vào 10 cái thẻ của 10 rider sau này, bởi vì nó cũng khá là mới mà các phiên bản đồ chơi màu trắng của Decade Driver không hề có thanh đấy. Mình sẽ bỏ qua luôn đoạn nổ nhé, để các bạn nào mà fan của Izu trong Zero One thì sẽ không bị ám ảnh tâm lý. Thực ra là cũng để tiết kiệm thời gian hơn nữa. Về các lá Final Form thì chúng ta không quá bất ngờ khi mà sẽ có 9 lá của từ Kuga đến Kiva thì đã xuất hiện rất nhiều từ trước đây rồi. Thì đầu tiên là sẽ nhìn qua Kuga này, Akito khá là ngầu, Ryuki là cái Final Form mà tôi khá là thích, Fies, Blade, Hibiki, Caputo, cái Final Form hơi ngố một tí nhưng mà ok. Deno, cho dù nó không quá là cần thiết nhưng tôi là bạn chỉ cần Deno không biến hình là bạn sẽ có Momo, Taro, nhưng mà ok, khá là dị. Và Kiva. Ngoài ra chúng ta có một cái Final Form khá đặc biệt là cái Final Form của Decade. Thì cái thẻ này là chỉ xuất hiện ở phiên bản của GSM trước đây thôi, chưa hề xuất hiện ở phiên bản đồ chơi Super Best hay là Deluxe cả. Đây là một điểm mà khá là thú vị, ta sẽ có cái thẻ này ở phiên bản Neo này. Tuy nhiên âm thanh của các Final Form Rider thì khá là giống nhau, nó chỉ là đọc Final Form và tên của Rider theo kiểu bắn rap, thế nên là sẽ để một mỗi Decade thôi. Chứ còn mấy Rider còn lại thì cũng khá là bình thường mà thậm chí là phổ biến nữa. Nếu như các bạn xem trong review của những cái driver của Decade phiên bản màu trắng thì cũng sẽ không bất ngờ lắm.
Ngoài ra, nếu như các bạn đã mua phiên bản đồ chơi Deluxe của chiếc Neo DN Driver thì các bạn sẽ có được thêm tổng cộng là 19 lá của các dạng tối thượng của các rider, thì khá là ngầu, và đặc biệt là tất cả những lá bài này đều có âm thanh đối với chiếc Neo Decade này. Thì tôi sẽ demo ở cái lá của Decade Complete Form. Thì thực sự rất là ngầu, bởi vì chúng ta có tận thêm 19 âm thanh biến hình mới. Và với âm thanh của Decade Complete này, thì bạn không cần đến cái K-Touch nữa, tại vì bạn đã có âm thanh biến hình ở đây rồi. Vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn nhé về những cái lá bài này ở những một cái clip riêng lẻ khác đi. Tại vì clip bây giờ khá là dài rồi, nhưng mà thực sự thì chất gia đình này có rất nhiều âm thanh và cực kỳ nhiều tiềm năng. Tuy nhiên đó không phải là tất cả những gì mà Decade Driver phiên bản Neo này làm được. Bởi vì ngoài 50 chiếc lá đi kèm với món đồ chơi này, thì nếu như các bạn sở hữu những cái chiếc bài lá của phiên bản Gunbarai từ những cái game thùng ngày xưa, thì bạn cũng có thể dùng nó với Decade Driver. Tuy nhiên âm thanh cũng không quá là đặc biệt mấy. Ngoài ra, nếu như các bạn sở hữu những cái thẻ của Rider phiên bản Showa, vậy là có Super One, thì nó cũng đọc được đối với cái Neo Decade này. Tuy nhiên nó chỉ đọc được tên Rider của thời Showa thôi, chứ không hề đọc thành biến hình. Thì cái này thì cái phiên bản Decade ở món Super Best hay là Deluxe cũng đều làm được. Chỉ có món CSM là mới có âm thanh biến hình của Rider thời Showa thôi. Thì nếu như các bạn thích âm thanh của Rider The Showa, sẽ demo kỹ hơn ở một cái video sau nhé. Ok, trước khi đi vào phần tổng kết thì như đã đề cập ở đầu video, thì đây là một con hàm mà tôi đã nhờ được bên Rider Impact Workshop của bạn tôi để phục hồi nhân phẩm lại một số phần sơn bị trầy. Thì đó là Rider Impact Workshop, một nơi khá là tốt, họ chuyên về sơn hoặc là sửa lại những mod không chỉ là Deluxe mà còn có cả những dòng khác như là SHF, Gundam, mô hình nhìn chung, thì từ gãy khớp đến sơn hỏng các thứ thì họ lại làm đủ loại. Chỉ cần bạn có đồ chơi và chỉ cần nó bị hỏng thì bạn có thể mang đến họ, thậm chí bạn có thể sơn lại nâng cấp nó lên nữa. Thì đây là một vài sản phẩm của workshop đó, thì nếu như bạn quan tâm thì hãy tìm cái link ở phần bên dưới nhé, thì có thể liên hệ với họ qua đó, giá cả khá là hợp lý thôi và nói chuyện cũng khá là dễ thương nữa. Thế nên là dù sao thì nhận xét về chiếc Decade Driver này thì thực sự thì không có gì để bàn cãi không nào. Đây là Decade mà, Rider mà ai cũng yêu thích, hoặc đã từng thích, hoặc sẽ thích. Thì thực sự thì âm thanh của nó quá là tuyệt vời. Nếu không chúng ta có âm thanh biến hình của 20 Rider hay xây, âm thanh từ đoàn tấn công, Final Form, tất cả đều được cung cấp đầy đủ cho các bạn qua 50 lá bài đi kèm. Và nếu như muốn, bạn có thể thậm chí in thêm những lá bài khác từ bên ngoài để có thể chơi cùng với món này, tăng lên tính tương tác và giải trí cho nó. Còn về mặt sưu tầm thì khỏi phải bàn rồi, chiếc da lưng mang biểu tượng sức mạnh của Hammer Rider thời kỳ Heisei cơ mà, là sao bạn không thể nào không sử dụng nó được, phải không? Tuy nhiên nói về một số phàn nàn nho nhỏ của tôi thì chủ yếu là cái việc chiếc da lưng này nó khá là tốn pin, bởi vì cái âm thanh của nó khá là to, nên là pin của cái này cũng nhanh hết nếu bạn chơi thường xuyên. Thậm chí nếu mà dùng liên tục, thậm chí là một tuần thay pin một lần rồi, tại vì cái này chỉ dùng có hai viên pin thôi, nên khá là khó chịu một chút về mặt pin. Ngoài ra thì mấy cái thẻ Rider Card này thì do được làm từ chất liệu nhựa, thế nên là thực ra nó cũng khá là chảy, nên bạn để ý kỹ hơn một chút ở cái phần này, thì nói chung cái điều này không thể là tránh khỏi rồi. Tuy vậy thì cũng khá là buồn. Ngoài ra thì do cái thẻ của Rider này chất liệu làm bằng nhựa in lên đây, nên thi thoảng cũng có một số trường hợp xảy ra khi mà chất liệu này nó hơi khó đọc thẻ một chút, bởi vì cái chất liệu nhựa này thì đọc nó không được dễ như là đọc bằng thẻ giấy, thế nên là phải đánh đổi một chút thôi. Thì bạn có thẻ đẹp hơn, bền hơn, nhưng bù lại thì thi thoảng chất liệu đi kết driver sẽ không nhận được nó nếu như bạn đút vào quá nhanh hoặc là quá chậm. Ngoài ra thì cũng hơi đáng tiếc là đèn led của cái này vẫn chỉ là một màu đỏ lòm, nên là về mặt ánh sáng thì hơi
đơn điệu một chút. Tuy nhiên thì nó chỉ là một vài cái phần là nho nhỏ linh tinh, nhưng mà không thể nào phủ nhận đây là một chiếc thắt lưng tuyệt vời nhất và thú vị nhất. Và nếu như mà cuộc đời tôi chỉ có thể được sở hữu duy nhất một cái thắt lưng thì chắc chắn Neo Deca Driver sẽ là một trong những lựa chọn đầu tiên của tôi, bởi vì chúng ta sẽ có được tất cả mọi thứ ở trong chiếc thắt lưng này, đúng không? Vậy thì nếu các bạn có cơ hội, bạn có thể mua nó ở phiên bản này, hoặc là bạn có thể pre-order nó ở cái phiên bản đặc biệt kèm theo cái cây touch. Thì tất cả thì nói chung giá cả nó cũng khá là tốt, nên bạn mua ở phiên bản pre-order cái cây touch và Neo Deca. Còn nếu không thì mua nó phiên bản này thì cũng không phải là quá là đắt, tại vì giá của nó bây giờ cũng bắt đầu giảm rồi, tôi không nhầm. Vậy thì thực sự một món đồ chơi tuyệt vời, và tôi mong là bạn sẽ có cơ hội sở hữu món đồ chơi này. Và cảm ơn các bạn xem video nha. Đừng quên like và subscribe nếu bạn cần điều đó. Và tôi sẽ gặp lại các bạn trong những lần review tiếp theo nha. Bye bye.